Em chào mọi người nha. Thì clip hôm nay em sẽ quay những cái mẫu bông trang này lên chia sẻ báo giá tới cô chú anh chị gần xa của mình ha. Những anh chị nào mà mình chưa xem có thể mình xem mình tham khảo thử nha. Ở đây thì em có rất là nhiều loại, cây nó đang nở hoa luôn thì giá em sẽ báo cụ thể qua clip này từng loại luôn. Thì hôm nay là ngày 31 tháng 7 ha, thì cũng là ngày cuối cùng của tháng rồi. Thì em xin báo giá cái lô này lên, anh chị nào muốn mua thì mình có thể nhanh tay lên nha. Có mấy cây thì nó đang nở bông rất là đẹp nè anh chị. Không có nhiều loại thì em cũng mới có hàng nữa. Thì đầu tiên nếu em quay mấy cây nở này lên trước cho anh chị mình xem ha. Đây rất là đẹp luôn. Ở đây là một cây trang đỏ lá xoắn nha anh chị. Thì đỏ lá xoắn này bên em bán giá là 60.000. Hoa của nó là như thế này đây. Đó. Thì anh chị mà muốn mua cái cây nó nở giống như vậy nè thì anh chị cứ nói với em là mua cây nở ha. Còn anh chị nào muốn mua cây nụ á thì nói với em sẽ gửi cây nụ cho anh chị của mình. Thì em có cái lô cây nó mới lên nụ thôi anh chị ơi. Nụ nó li ti khoảng cỡ 15 ngày nữa thì nó mới có nở ha. Tên của cây trang này là cây đỏ lá xoắn nha. Hoa của nó anh chị mình thấy nè, rất là đẹp luôn nha. Dòng này thuộc dòng lá nhỏ và hàng bụi nha anh chị. Chiều cao từ mặt chậu của nó đi lên là khoảng cỡ hơn một gang tay. Thì giá là 60.000 cho một cây. Thì em gửi hàng toàn quốc luôn. Anh chị nào muốn mua hàng thì cứ liên hệ qua số điện thoại hoặc Zalo của em. Anh chị mua 2 cây thì em sẽ bao ship ha. Còn anh chị mua 1 cây thì em không có bao ship được nha anh chị. 2 cây ha. Anh chị ráng mua 1 cặp đi rồi em bao ship cho anh chị của mình nha. Mẫu tiếp theo ở bên đây em quay lên cho anh chị mình xem là một cái mẫu trang cũng khá là quen thuộc. Đây là cây trang hồng phấn sữa. Hồng phấn sữa nha anh chị. Màu hoa của nó nè, mình thấy nè ha. Màu cũng giống như là cái màu sữa vậy đó anh chị. Em không biết diễn tả nó làm sao nữa, tương tự như là màu sữa vậy đó. Thì cái loại này nó rất là xiên bông, lá là lá chung. Một cây như thế này bên em bán giá là 60.000. Em gửi nguyên cái chậu như thế này nè anh chị. Đó, nguyên cái chậu ở dưới nè, em gửi nguyên cái chậu cho anh chị mình luôn. Đây, em để cái tay vô cho anh chị mình ước chừng cái chậu nè. Rất là nhiều phân trong này ha. Giá là 60.000 cho một cây nha. Tên của nó là cây trang hồng phấn sữa. Anh chị mua 2 cây thì em sẽ bao ship cho anh chị của mình nha. Ở đây thì em có nhiều loại, em quay lên cho anh chị mình lựa chọn ha. Để quay nhiều mẫu nhiều màu cho anh chị mình tham khảo. Thì ở bên đây em đang quay là cây trang tàu đỏ. Loại này là xiên hoa. Thì tàu đỏ bên em giá là 60.000 cho một cây giống như thế này nè. Em quay từ xa ra cho anh chị mình xem. Nó chiều cao của nó từ cái mặt chậu mà đi lên á là nó hơn một gang tay, nó tầm khoảng cỡ là 25 cm anh chị, cỡ 25 cho tới 30. Thì cây nó có hoa có nụ giống như vậy luôn. Hoa của nó là màu đỏ giống như vậy nha anh chị. Đỏ hơi ửng thôi chứ không có đỏ đậm như đỏ quýt nha. Đây là cái màu thực tế của nó nha anh chị, không có chỉnh sửa gì hết ha. Thì giá của một cây giống như thế này bên em bán giá là 60.000. 60.000 một cây giống như vậy nha. Hàng thì em gửi cho anh chị mình thì anh chị cứ kiểm hàng ha. Nếu mà cây không giống như thực tế em đang quay ở đây đó, thì anh chị cứ gửi trả lại em. Thì anh chị cũng lưu ý nha, clip hôm nay là ngày 31 tháng 7 ha. Tại vì nhiều khi anh chị mình xem lại clip này thì nó cũng lâu rồi. Có thể là 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng sau anh chị mình thấy được. Anh chị mình muốn mua thì có thể cây nó sẽ thay đổi, nó khác. Thì em sẽ chụp hình em gửi lại cho anh chị mình để anh chị mình biết ha. Rồi mẫu tiếp theo em quay lên là cây trang quàng lá xoắn nha anh chị. Màu hoa của nó nè, em quay cái màu hoa nó cho anh chị mình xem. Màu rất là đẹp. Màu tươi sáng luôn nha anh chị. Đó. Quàng lá xoắn nha. Cái lá của nó xoắn rồi, cái hoa của nó cũng xoắn luôn. Thì cái lô này nó cũng đang nở nụ giống như vậy nè. Này đang nở là ra lên nè. Anh chị nào muốn lấy nụ á thì em gửi nụ, còn anh chị nào muốn lấy hoa thì em gửi hoa. Cái nụ thì nó còn rất là bé nha anh chị. Cái nụ nó bây giờ mới khoảng bằng ngón chân nhang thôi, bằng cái chân nhang á anh chị. Thì khoảng cỡ 15 tới 20 ngày nữa thì nó mới nở. Thì cây trang hoàng nó xoắn này anh em bán giá là 60.000 nha. 60.000 một cây giống như vậy nha anh chị. Đó. Đang có bông sẵn như vậy nè. Rồi 60.000 ha. Nhìn bụi nha. Rồi tiếp theo em quay là cái mẫu cây trang lá chung. Đây là cây trang tàu đỏ với vàng, chung một chậu ha. Thì một bên là màu đỏ, một bên là màu vàng. Em quay sẵn cái cây nó có cái bông luôn cho anh chị mình xem nè. Đây là cái màu bông của nó. Thì giá của một cây giống như thế này giá cũng là 60.000. Rồi cái bông của nó nè, bông trang tàu thì nó dễ rụng lắm nha anh chị. Rồi đụng mạnh nó cũng rụng nữa, kiến cắn nó cũng rụng nữa nha. Cái kiến thì nó hay cắn mấy cái bông này nha anh chị. Bên đây là màu vàng, bên đây màu đỏ nè. Thì giá của một chậu giống như vậy giá là 60.000. Chậu thì nó có 2 cây chứ không phải là một cây hai màu đâu nha anh chị. Một bên là màu đỏ, một bên là màu vàng. Chiều cao là hơn một gang của mình chút xíu nha. Tiếp theo em quay lên một cái mẫu lá nhỏ. Ở đây là cây trang cam thái nha. Bữa nay cái bông của nó rụng nè. Nó rụng bớt nha anh chị. Nó đang nở ra gai. Đây là mấy cái nụ này nó sắp nở nè. Thì một cây trang cam thái này giá là 60.000 cho một cây. Đây là cái màu hoa của cây trang cam thái ha. Anh chị mình thấy nè. Màu hoa của cây trang cam thái nha anh chị. Nó là một dòng lá nhỏ nha, hàng bụi, trong một cái chậu giống như thế này, chiều cao của nó là hơn một gang tay. Giá là 60.000 cho một chậu nha, trang cam thái.
Kế tiếp ở đây thì em có cái mẫu là cây trang Mỹ vàng chanh nha mọi người. Thì màu của nó giống như cái lá chanh của mình cắt ra đó. Hoa rất là tươi. Đây là cái hoa của nó ha. Còn cái cây em gửi cho mọi người là cái cây nó giống như thế này. Thì nó đang có mấy cái nụ giống như thế này ha. Thì cũng có cái bông lai gai cho mình. Mình biết cái màu hoa của nó. Thì cây này thì chủ yếu là mình mua về mình lấy cái giống của nó mình trồng hơn chị ơi. Cây này mình trồng lên nó rất là nhanh lớn luôn. Khoảng 1 năm là mình có cái cây sum xuê để mình chơi rồi. Hoa của nó nè. Thì giá của một cây giống như thế này á, bên em bán giá chỉ có 60.000 anh chị. 60.000 là một cây giống như thế này ha. Tên của nó là cây trang Mỹ vàng chanh. 60.000 nha. Rồi em quay cái mẫu đẹp hơn một chút xíu nữa. Thì mẫu này nó tên là cây trang Phụng Hoàng Cam. Phụng Hoàng Cam nha anh chị. Đây. Hoa của nó nha. Cái loại này thì cái giá của nó sẽ mắc tiền hơn mấy cái loại kia chút xíu nha anh chị. Ở đây là cái thân của nó nè, còn nhỏ nhưng mà cái thân của nó muốn già cây rồi nha. Thì một cây giống như thế này bên em bán giá là 100.000 cho một cây. Chiều cao của nó là 1.5 gang đi. Thì cây trung bình có 1.5 gang tới 2 gang nha anh chị. 100.000 cho một cây ha. Anh chị mua 2 cây thì giá sẽ là 150.000. 150.000 em hỗ trợ cho anh chị mình thêm giá nha. Đó, anh chị mua cố gắng mua 2 cây thì giá 150.000 nha anh chị. Còn anh chị mình mua lẻ chung với mấy cái cây khác á thì sẽ là 100.000 ha. Còn mình mua cặp sẽ là 150.000. Thì cây này thì rễ của nó yếu nha anh chị. Nên là mình chơi mấy cái dòng này mình phải xiên tứ kích rễ mới được. Rồi tiếp theo ở bên đây là một cái mẫu cây hồng phấn Nhật nha anh chị. Đây là hồng phấn Nhật nè. Hoa của nó đây ha. Thì một cây giống như này bên em bán giá là 100.000 cho một cây. Còn anh chị mua 2 cây á, thì sẽ là 150.000. Anh chị có thể là mình mua cây này với lại là cây Phụng Hoàng Cam thì cũng được ha. Em hỗ trợ giá cho anh chị của mình. Mấy cái loại mắc tiền này em hỗ trợ cho anh chị mình tiếp cận mình chơi nó nha. Giá nó sẽ nói hơn chút xíu nữa. Do là em gửi 2 cây thì nó cũng tính tiền ship một lần. Mà 1 cây thì tiền ship cũng một lần đó anh chị. Cho nên mình cố gắng mình mua 2 cây để mình được cái giá ưu đãi hơn chút xíu ha. Cây này thì nó được một thân nè. Cái thân của nó nha. Thân của nó thì không có thốt thân cao đâu. Gốc của nó khoảng nhỏ hơn ngón tay út của em chút xíu. Cao khoảng cỡ 1.5 gang đi. Giá là 100.000 cho một cây. Cây này nó có nụ rất là đều luôn. Lá của nó dày hơn cây trang hồng phấn lá chung của mình nha anh chị. Hoa của nó cũng khác luôn nè. Đó. Giá 100.000 cho một cây nha. Rồi em quay mấy cây mai cho anh chị mình xem nè. Vẫn là mấy cái mẫu mai cũ ha. Cây này ở đây em quay làm mẫu thôi. Như anh chị thấy nè. Mỗi ngày em quay thì mỗi lần quay là mấy cái hoa của nó tàn đều. Mai thái thì nó tàn rất là nhanh. Đặc biệt là cái này trời mưa nữa anh chị. Nên là nó rụng rất là nhanh nè anh chị thấy nè. Đụng vô là nó rụng nè nha. Đó. Cái mẫu đầu tiên em đang quay ở trên này anh chị mình thấy là cây tre, cây mai thái đỏ quyết. Màu đỏ quyết luôn á anh chị. Màu rất là đậm á. Màu của nó nè. Anh chị thấy đậm hết trơn luôn ha. Thì giá của một cây giống như vậy là 180.000 nha anh chị. Cái loại này nó rất là mắc tiền nha. Nó mắc tiền hơn so với mấy cái loại mai khác. Nhân giống rất là khó nha anh chị. Loại này anh chị nào mà có cây giống mình nhân giống rồi mình biết đó, rất là khó. Ghim là nó chết trơn anh chị. Ghim cành á. Thì một cây vậy là 180.000. Đối với cây sống như thế này rồi mình trồng là mình chỉ đợi nó lớn mình nuôi cái cây mình chơi bông thôi. Còn quy trình nhân giống của nó thì nó khó quá thì mình mua cái cây giống như vậy mình chơi ha. Rồi mình có thể về mình cắt ra, mình ghim giống mình trải nghiệm nha. Giá là 180.000 cho một cây mai thái đỏ quyết. Tiếp theo là cây mai thái màu xanh bơ. Màu của nó nè. Bữa nay nó cũng rụng lai gai rồi, mấy cái nụ này ngày mai nó sẽ nở nha anh chị. Một nụ này ngày mai nó sẽ nở rồi nè. Kiến nó đeo lên nè. Đó, đây là cái màu hoa của nó ha. Thì cái bông của cây mai này nó rất là đẹp mà nó mảnh nha anh chị. Mình đụng mạnh nó là nó rụng rồi. Mưa thì nó sẽ rụng nha. Mưa nó sẽ rụng, nó giống như bông giấy đó. Mưa nó rụng rất là nhiều. Thì cây này nó cũng có vài nụ sẵn ở trên cây nè. Để anh chị mình biết là nó màu gì ha. Thì cái loại này á, cái hột này là cái nụ của nó nè. À, cái hột này màu gì thì bông của nó sẽ màu đó nha anh chị. Hột đỏ, bông đỏ, hột vàng, bông vàng nha. À, đây là cây màu xanh bơ ha. Nó có một cái lọng màu vàng á. À, màu vàng thì em còn có hàng ha. Cái này nó xanh xanh nè. Màu vàng thì nó lên đây, ở đây anh chị mình thấy nó vàng luôn. Rồi cây mai thái màu xanh bơ này giá là 100.000 một cây nha anh chị. Cây này nó lớn hơn so với cây đỏ quyết rất là nhiều. Nó cao khoảng cỡ 2 gang tay của mình. Cây này nó cũng thuộc dạng là mau lớn đó anh chị. Và hoa nó xiên bông. Khoảng cỡ 2 tháng là nó ra bông một lần rồi.
cây mai thái xanh bơ này, anh chị mua 2 cây thì em sẽ bao ship, 2 cây sẽ là 200.000 em bao ship. Còn anh chị mua 1 cây thì là 100.000 không bao ship được nha. Một cái mẫu cuối cùng của cây mai thái này thì là cây màu hồng. Cây màu hồng này bữa nay nó ngã nên nó dính cát quá trời, anh chị thông cảm giùm em nha. Nãy giờ em vũ nó mà nó không có ấy. Và đặc biệt á là cái cây mai thái, cái nụ của nó rất là khó rụng nha anh chị. Đó, anh chị thấy nè, cái nụ của nó rất là cứng, nó khó rụng hơn cái nụ bông trang. Cây này là cây màu hồng nha, cái bức của nó nè, cây màu hồng. Thì cây này em quay là tương đối lớn do là cây mẫu. Thì cây màu hồng của bên em bán thì nó cao khoảng cỡ tới đây nè anh chị, tới ngang đây nè, nó lùng lùng ngang đây rồi, nó không có tính mấy cái đọt cao lên trên này, nó không có lên tới đây. Tại cây này quá trời nở bông rồi, em quay mẫu cho anh chị mình biết cái nụ của nó như thế nào. Còn cái cây em gửi thì nó mới có mấy nụ à. Đó, cây kia thì nó bằng khoảng cỡ 2/3 cây này thôi. Thì một cây màu hồng giống như thế này bên em bán giá là 100.000 luôn. Thì 100.000 là anh chị có một cây mai thái giống như thế này, anh chị mua 2 cây thì em bao ship á, 2 cây là 200.000. 2 cây mai thái. Này mình mua về mình trồng thì bảo đảm với anh chị mình bao đẹp luôn. Một năm sau anh chị quay lại muốn mua tiếp tục thì cứ alo với em bán năm này qua năm khác ha. Ở đây thì em lên tiếp theo mấy cây bông trang đi. Cây bông trang đầu tiên em đang quay lên là cây trang Mỹ đỏ. Thì cây trang Mỹ đỏ này thì màu hoa nó như thế này đây, đỏ đậm luôn á anh chị. Là cái hoa của nó nè, đỏ đậm luôn. Mới có ra mấy bông thôi nha. Ở đây thì cái bông nhỏ thôi. Còn ở đây là cái dạng nụ của nó nè. Cái nụ nó nhọn lên hết trơn luôn đó. Mỹ đỏ này thì giá là 60.000 nè. Dòng này là dòng bông trang hay còn gọi là hoa mẫu đơn nha. Giá là 60.000 cho một chậu như thế này nha anh chị, rất là nhiều nụ luôn. Trang Mỹ đỏ nha. Kế tiếp là Mỹ hồng nè. Mỹ hồng quá đẹp luôn, xinh xơi luôn nha anh chị. Cái Mỹ hồng này hổm gà nó nở nên em lấy nó em làm mẫu nha, để cho anh chị mình xem được cái màu hoa của nó. Cây này nó nở ra chưa có hết anh chị ơi, nó mới nở lai gai thôi, đang nở lai gai ra nè. Thì một cây Mỹ hồng giống như thế này bên em bán giá cũng 60.000 anh chị. 60.000 là một cây giống như thế này ha. Anh chị nào mà mình có làm hàng rào á, mình trồng chen chen mấy cây này vô, sau này nó lớn lên nó đẹp, rất là đẹp luôn anh chị. Trang Mỹ hồng nha, nó màu lớn lắm. Rồi ở đây còn một cái mẫu phụng hoàng vàng nữa nè anh chị. Phụng hoàng vàng thì nó chưa có nở bông nhiều nha, nó có mấy cái nụ thì nó đang nở bông ở đây thôi. Đây là cái hoa của nó nè, phụng hoàng vàng, màu hoa rất là đẹp, hoa của nó đậm nha anh chị. Thì một cây như thế này giá là 100.000 nha. Cây này thì nó mắc tiền hơn mấy cây kia nha, 100.000 cho một cây. Cái bông của nó mà cái nụ anh chị thấy ở trên nè, nó chạy cái viền hồng luôn đó, nó đỏ đỏ đó anh chị, rồi nó ra cái viền đỏ đỏ ngoài cái bông nè. Một cây như thế này là 100.000. Còn anh chị mà mua 2 cây thì sẽ là 150 nha. Anh chị nào mà mình có nhân giống đó, mình mua cái cây này về mình cắt ra. Cây này nói chung giống rất là nhiều luôn nè. Mình ghim cạnh á, mình chỉ ghim có 2 cặp lá hả anh chị. Đó, đây một cặp là ở đây là mình ghim ra là được một cái con rồi nè. Thì cây này trồng từ nhỏ nó cũng bằng cách như vậy đó anh chị, ghim cành từ 2 cặp lá ra tới bây giờ nó bự được như thế này rồi đó. Thì cây phụng hoàng vàng này giá là 100.000 một cây, anh chị mua 2 cây thì em sẽ bao ship giá là 150. Còn ở đây là cái mẫu cây trang sen đỏ lá nhỏ nha. Đây là cái mẫu sen đỏ lá nhỏ, bông đều hết trơn nè. Đây ở bên này nó có cái búp bông nở rồi nè anh chị. Nó đang nở lên nè, nó nở ra được mấy cánh rồi nè. Một cái hột nhỏ như thế này nó nở ra được khoảng 10+ cánh đó anh chị. Còn một cái búp như thế này thì rất nhiều cái hột luôn. Cái bông nó bằng khoảng con chân cái thôi, nó gí 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 nhưng mà nó rất là đẹp. Thì một chậu trang sen đỏ lá nhỏ giống như vậy bên em mấy giá cũng là 60.000 luôn. 60.000 là một cây giống như thế này nè, nguyên cái chậu luôn nha. Nguyên cái chậu thế này nó có nhiều thân lắm anh chị. Bên em thì đa phần là nhiều thân nha. Cái nào một thân thì em sẽ báo với anh chị của mình. Rồi tiếp tục là cái mẫu vàng nghệ. Ở đây là cây trang vàng nghệ nè. Màu hoa của nó đây nha anh chị. Đây là màu hoa của cây trang vàng nghệ. Thì cái vàng nghệ này giá cũng là 60.000 cho một cây luôn. Đó, anh chị thấy cái màu bông của nó không? Vàng nghệ rất là đẹp. Thì một cây giống như thế này giá là 60.000 nha anh chị. Vàng nghệ nha. Nó thuộc dòng lá nhỏ. Rồi tiếp theo bên đây là cây trang trắng lá nhỏ nha. Cây trang trắng lá nhỏ. Một cây giống như vậy cũng là 60.000 luôn nè. Anh chị có thể sưu tầm mấy cái dòng lá nhỏ này về mình tập mình ghép ngũ sắc thử ha. Rồi anh em có mấy cái phôi trang trắng lá chung nữa, anh chị nào muốn ghép mình có thể mua một cái phôi về mình ghép thử. Đây là cây trang
trắng lá nhỏ nè, màu hoa của nó nè. Một cây giống như thế này giá cũng là 60.000 luôn nha anh chị, 60.000 một cây. Cái mẫu tiếp theo là cây trang đỏ lá tim. Đây là màu đỏ của cây trang lá tim ha. Dòng này thì chủ yếu là lá của nó thì đẹp nha anh chị. Lá của nó dúng dúng lại nè, anh chị thấy nè, rất là đẹp. Còn bông của nó là màu đỏ giống như là cây trang đỏ thái của mình bình thường thôi. Thì một cây giống như thế này bên em bán giá cũng 60.000 luôn nha. 60.000 là một cây giống như thế này luôn nha anh chị. Cây thường chậu bao sống cho anh chị mình hết trơn nha. Cây này là ghim cành từ nhỏ ra nha anh chị. Nhỏ thì mình ghim cành nó có hai cặp lá như em mới giới thiệu với anh chị của mình đó. 6 7 tháng thì nó mới được một cây giống như thế này. Anh chị mình không có thời gian thì mình mua một cây giống như vậy mình chơi đi, mình ghim mà mình để từ từ đó ha. Mình ghim cành để từ từ rồi mình mua một cây giống như mình chơi. Rồi ở đây là cây trang tàu vàng. Hoa của nó đây nha anh chị. Hoa của cây trang tàu vàng nè. Ở đây nè. Cái này nó tàn. Ở bên này thì nó cũng sắp tàn rồi anh chị. Nụ của nó đây. Nụ này thì nó bị kiến cắn rồi nè anh chị. Kiến cạp nè. Gì thấy không? Kiến nó cạp mấy cái nụ này nó rụng hết trơn rồi nè. Đó, mấy cái nụ này nó rụng về thì nó không có nở hoa ra được. Mình búng cho nó văng đi ha. Rồi mình sẽ thuốc kiến vô. Nè, nó cắn hết một mớ rồi nè. Và cây trang tàu này thì nó rất là xiên bông. Nụ thì nó ra đầy hết trơn anh chị ơi. Trên đọt của nó hầu như đọt nào cũng có một cái bông hết trơn nè. Thì tàu vàng này giá cũng là 60.000 cho một cây ha. 60.000 là một cây giống như vàng nha anh chị. Trang tàu vàng. Còn một cái mẫu nữa. Cái mẫu này là cây trang cam đài lon. Xum xê luôn anh chị ơi. Cam đài lon thì chắc anh chị cũng biết cái mặt bông của nó rồi. Em không quay lại ha. Đây là cái bông cây trang cam đài lon. Nó mới bằng cái chân gian hả anh chị. Nó chưa có lên lớn nữa. Đó, thì một chậu giống như thế này bên em bán giá là 60.000 luôn nè. Cao khoảng cỡ 2 gang tay. Trang cam Đài Loan ha. Giá 60.000. Thì tất cả những cái mẫu mà em đang có em đã quay hết lên cho anh chị mình xem tham khảo rồi. Thì anh chị muốn mua mẫu nào mình có thể điện số điện thoại trên màn hình đó. Hoặc là mình nhắn tin qua số Zalo đó của em cũng được nha. Thì em sẽ gửi hàng cho anh chị mình sớm nhất. Thì thời gian những hàng anh chị nở ở miền Nam á khoảng 1-2 ngày. Miền Trung 2-3 ngày. Miền Bắc thì 3-4 ngày nha anh chị. Cây thì em bảo đảm chất lượng cho anh chị của mình là cây tươi khỏe hết. Gửi nguyên cái bào có tưới thêm nước cho anh chị mình luôn. Trường hợp anh chị nào mà nhận cây khô héo hay gì đó cứ gọi lại cho em. Em hỗ trợ cho anh chị mình liền. Mà trường hợp đó là từ trước giờ em gửi hầu như là chưa có nha. Rồi em xin dừng video ở đây ha. Em cảm ơn anh chị mình đã theo dõi hết video của em. Anh chị nào mà yêu thích á bấm đăng ký kênh ủng hộ em nha. Rồi anh chị nào muốn mua hàng thì cứ liên hệ trực tiếp với em. Hẹn gặp lại anh chị mình trong những video báo giá tiếp theo ha.